Rồi, tiếp tục câu thứ hai. Tết Trung Thu có nên tên gọi nào khác? A. Tết Trăng Trăng. B. Tết Thiếu Nhi Đồng. C. Cả hai đều đúng. Tết Trăng Trăng, Tết Thiếu Nhi Di Đồng. C. Cả câu hai câu đều đúng. Các em một phần quà. Bây giờ lưu ý đây nha, để công bằng, khi chú nói là hết thì chú giơ tay nha, mấy giờ trước là không tính nha. Giờ không biết không nói được, bây giờ mọi người đi sắp giúp nha. Giờ nói hết thì giơ tay. Rồi, coi chú qua. Tết Trung Thu còn có gọi đổi tên là gì? Nghe lại hỏi nè. Đêm Tết Trung Thu còn gọi là đêm hội gì? A. Hội đèn lồng. B. Hội trăng rằm. C. Hội phố lân. Trở lên đi. Mỗi người đúng không? Ê. Qua chưa? Chữ này nè. Rồi, chết tôi lên. Trở lại đi. Vừa lúc em. Này. Đây. Đây. Hỏi gì? Thầy mẹ đi ơi. Anh đưa mít lại đi, đưa mít cho bé nào luôn. Nghe trả lời nè, câu trả lời là hỏi gì không? Hỏi chân trần, hỏi núi lăng. Rồi, mời các bạn cùng làm. Rồi. Bây giờ chú nói hết cái giơ tay ai giơ trước bỏ ba nghe, nhớ nha. Chú nói hết lại giơ tay thì ban tổ chức mọi người nhìn nhìn nha. Rồi có chú bốn. Theo triệu cô tích, ai là người Việt Nam đầu tiên lên cung trăng? Câu hỏi nè. Theo triệu cô tích, ai là người Việt Nam đầu tiên lên cung trăng? Câu A, chị Hà. Câu B, chú Cụi. Câu C, chị Lôi. Câu B. Hết. Rồi đi lặng. Rồi lại là đưa đi đi đâu chơi. Rồi đi lại. Cô bé ơi, chở lên đây đi. Đưa lên đây. Ai lại chơi? Đi lên đây đi. Anh cho tụi nó, cho tụi nó sao chứ. Cho tụi nó sao. Tập chân, tập chân, tập chân. Rồi, đọc lại câu hỏi đáp án nha. Tiếp theo chú gọi. Ok. Cho nghe hết rồi ạ. Chuyện cái mi cho ở dưới cho tụi nó. Cho phía dưới vô bên này. Câu số 5 nè. Bước một tay đi. Cầm máy quay cho bả ra. Tổ chức vào buổi nào trong ngày? Nghe kỹ nha. Tết Trung Thu tại Việt Nam tổ chức vào buổi nào trong ngày? Nga làm xuyên suốt cả ngày. B. Buổi tối. C. Buổi chiều. D. Buổi sáng. Hết. Rồi yên lặng đi. Cái gì? Không đi. Sai. Rồi nha. Nghe đọc lại đáp án nè. Nghe đọc lại đáp án rồi chia tay. Chú làm hết chú nghe tay nha. Xuyên suốt cả ngày. B buổi tối, C buổi chiều, D buổi sáng. Hết. Cho ba này nè. Dạ đúng C. Có C buổi chiều sai. Em lặng để cho cháu nghe đọc lại nè, nghe đọc lại câu đáp án nè.
Câu A xuyên suốt cả ngày, câu B buổi tối, câu C buổi chiều, câu D buổi sáng. Chính xác xuyên suốt cả ngày. Tại vì chúng ta có thể sẽ tổ chức buổi ngày trong ngày, chứ không phải là đi buổi tối nha bà con. Rồi tiếp theo câu 6. Tết Trung Thu được tổ chức khi nào? Nghe kỹ nha. Tết Trung Thu được tổ chức khi nào? Câu A 17 tháng 8, câu B 18 tháng 7, câu C 13 tháng 6, câu D 15 tháng 8. Ngày nào bên này nè. Ngày 15 tháng 8. Chính xác, cho em một phần quà. Cảm ơn em. Rồi câu thứ 7, chúng ta còn 3 câu nữa nè. Rồi rồi mấy em chặt thử để nghe câu hỏi cho nhà hoàng nha. Rồi im lặng nè, im lặng nè. Câu thứ 7, vì sao mặt trăng có lúc thì tròn, có lúc thì suốt? A, vì mặt trăng còn bị méo. B, vì mặt trăng bị mặt trời che khuất. C, vì ánh sáng mặt trăng dưới vào mặt, ánh sáng mặt trời dưới vào mặt trăng mỗi lúc mỗi khác. Hết. Chính xác câu C, vì mặt trăng chiếu vào mặt trời chiếu vào mặt trăng mỗi lúc mỗi khác. Rồi còn hai câu nữa nha, chuẩn bị trả lời nha. Còn ba câu nữa, và câu số 8 nè. Bánh trung thu có hình tròn và hình vuông, vì và những hình tròn và hình vuông này có ý nghĩa là gì? A, mặt tròn, trăng tròn đất vuông. B, trời tròn đất vuông. C, trời tròn đất vuông. Đâu là câu hỏi nha anh ơi nè. Bánh trung thu thường có hình tròn và hình vuông, hình tròn hình vuông này có nghĩa gì? A, trăng tròn đất vuông. B, trời tròn đất vuông. C, trời tròn đất vuông. Trời ơi, trời ơi, trở lại vô đây. Câu nữa là chúng ta sẽ ăn quà là chúng ta lên lễ nha. Bé, bé à. Con chị đâu? Nào về các con đâu để hát nhiều nhất? A, chiếc đèn ông sao. B, bố sư tử. C, chiếc đèn tháng tám. Có gì? Đây nước này sẽ sáng chính xác. Rồi câu cuối cùng, nhanh tay nha, câu cuối cùng. Anh cho nhỏ nạn cái rồi. Ba con vật nào thường xuất hiện trong địa múa đêm rằm trung thu và là những con vật nào? Cho nhỏ nạn cái coi. Ba con vật thường xuất hiện trong địa múa rằm trung thu là con vật nào? A, lăng chim rằm. Bốn, lăng phượng rằm. C, lăng rồng rắn. Rồi ok, bây giờ chúng ta đã xong phần làm lễ, bây giờ chúng ta vẫn được nhận quà. Bây giờ các em ổn định, ban tổ chức chúng ta chuẩn bị nhận quà nha. Rồi, bây giờ là nhờ ban tổ chức chúng ta sẽ...